Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 9 do ông Phan Văn Mãi, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, vừa có buổi tiếp xúc trực tuyến kết hợp trực tiếp với cử tri quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè. Và tiến độ thực hiện dự án 10.000 tỷ đồng tiếp tục là một trong những vấn đề nóng được nhiều cử tri quan tâm và cho ý kiến. Theo cử tri, hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang tới mùa mưa, người dân thành phố sẽ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng ngập nước. Vậy nhưng công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng vẫn dậm chân tại chỗ. Công trình chống ngập của thành phố, trong đó có Nhà Bè, không biết bao giờ mới có tác dụng, trong khi thời tiết, khí hậu, thủy văn ngày càng khó khăn bất lợi cho giao thông, sản xuất và đời sống. Liên quan tới nội dung này, ông Phan Văn Mãi, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, dự án chống ngập 10.000 tỷ đã thi công được khoảng 90%, hiện đang phải tạm dừng vì thiếu vốn. Thành phố đã dành một phần vốn riêng cho dự án này nhưng không thể giải ngân do vướng quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật là dự án phải hoàn thành, vì đây là dự án BT, phải hoàn thành xong rồi thì thanh toán bằng đất trước, rồi thanh toán bằng tiền sau. Những quy định này kéo dài và cho đến giờ này chúng ta chưa thanh toán được. Mặc dù thành phố năm 2023 đã bố trí 5.700 tỷ đồng để thanh toán cho dự án này, năm nay bố trí 6.800 tỷ đồng nhưng vẫn chưa giải ngân được đồng nào. Theo ông Mãi, những vướng mắc hiện nay của dự án chống ngập cũng gây ảnh hưởng tới tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố. Để tháo gỡ, thành phố đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và xin cơ chế cho nhà thầu vay từ ngân sách thành phố để hoàn thiện dự án. Sau khi hoàn thiện dự án mới làm thủ tục thanh toán. Hiện thành phố đang rất cố gắng tập trung đeo bám để xin cơ chế này trong năm nay. Nếu được chính phủ chấp thuận, chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành dự án trong 8 tháng kể từ ngày nhận được vốn.